Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, ngày 26 tháng 9 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa dông, sét trên khu vực huyện Bình Chánh, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi và thành phố Thủ Đức. Trong nhiều giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện vừa nêu, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 7, mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Nhiễu động gió đông trên cao tồn tại trên Nam Biển Đông gây mưa dông và lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 26 tháng 9, ở vùng biển từ Phú Yên đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực vừa nêu đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên đất liền từ chiều tối 26 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Ngày 26 tháng 9 năm 2024, Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy xưởng làm tranh trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện cháy bên trong xưởng chuyên vẽ và trưng bày tranh. Lúc này, mọi người hô hoán, huy động bình chữa cháy và kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành. Bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến đám cháy bùng phát mạnh lan ra xung quanh. Ngay khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Nhà Bè điều động xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát phải phá cửa cuốn xưởng làm tranh để vào bên trong dập lửa. Theo người dân, thời điểm xảy ra cháy bên trong xưởng tranh không có người. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chiều 25 tháng 9 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa triệt phá thành công chuyên án, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 nghi phạm, trong đó có Đỗ Hoàng Hiệp, tức Hiệp Máu, 35 tuổi, trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, cầm đầu. Ngoài nghi phạm Đỗ Hoàng Hiệp, còn có 7 nghi phạm bị bắt trong đường dây này. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 người này để tiếp tục điều tra mở rộng. Trong đó, một nhân vật bị bắt trong đường dây là Nguyễn Hải Long, hay còn được biết đến là Long Tròn hay Long Máy Chém, 55 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội. Nghi phạm Nguyễn Hải Long là giang hồ khét tiếng miền Bắc với 7 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Giới giang hồ mỗi khi nhắc đến Long Máy Chém không khỏi sợ hãi bởi Nguyễn Hải Long là em trai của Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, một cựu trùm giang hồ nổi tiếng trong vụ án Nam Cam. Ông Nguyễn Tuấn Hải đã chấp hành án và ra tù vào năm 2022. Trong bài viết, những sự thật về trùm giang hồ Hải Bánh của báo Công an Nhân dân năm 2010 có đăng tải nội dung. Năm 1980, Long Tròn cầm đầu một băng nhóm du thủ, du thực ở Hà Nội. Suốt ngày nghi phạm lận dao trong người, trốn gia đình đi gây gỗ đánh nhau ngoại phố. Mỗi khi gây hấn là Long Tròn rút dao bầu ra hành xử và từng gây thương tích cho rất nhiều người. Vì thế, đám côn đồ Hà Nội mệnh danh Long Tròn là Long Máy Chém. Tuy nhiên, Long Tròn cũng nhiều lần bị trả đũa, thậm chí có lần bị chém trọng thương đến liệt hẳn một cánh tay. Thông tin trên tờ An ninh Thủ đô năm 2016, Long Tròn bị Công an quận Hoàng Mai tại thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích. Nguyên nhân là do Long Tròn nghi ngờ người bạn gái kém 26 tuổi phản bội nên đã ghen tuông với anh Nguyễn Hữu Dương. Long Tròn đã dẫn theo ba đàn em mang theo dao quắm đến tìm bạn gái tại nhà trọ của anh Dương. Tại đây, Long Tròn và đàn em không tìm thấy cô gái, nhưng vì tức giận, họ đã lao vào tấn công anh này cùng bạn bè anh, khiến các nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng bỏ trốn, để lại cảnh tượng đẫm máu. Sau thời gian trốn truy nã, ngày 10 tháng 7 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm tại thành phố Hà Nội đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Long về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội xác định Long Tròn đang lái ô tô đi từ tỉnh Hưng Yên về thành phố Hà Nội. Trên xe mang theo vũ khí nóng, đã bố trí lực lượng theo sát nghi phạm này.
Khi ô tô của Long Tròn dừng trên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàng Kiếm, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe, phát hiện tại ghế sau ô tô của Long Tròn có một khẩu súng trường, một hộp tiếp đạn bên trong có 354 viên đạn. Dưới ghế, một khẩu súng côn và 5 viên đạn đang ở trong ổ súng. Tại cơ quan công an, Long Tròn khai vào tháng 4 năm 2017 mua 2 khẩu súng và số đạn này tại cửa khẩu biên giới Lạng Sơn với giá 19 triệu đồng. Sau vụ việc này, Long Tròn lãnh án và chỉ mới ra tù chưa lâu. Trở lại với vụ việc mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh với 8 đối tượng bị bắt giữ. Đường dây này do Đỗ Hoàng Hiệp, tức Hiệp Máu, 35 tuổi, thường trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cầm đầu. Đây là đối tượng hình sự cộm cán đã có một tiền án về tội giết người. Ngoài hai nghi phạm Đỗ Hoàng Hiệp và Nguyễn Hải Long, các nghi phạm bị bắt trong đường dây này còn có nghi phạm Lê Quang Hoàng, hay còn được biết đến là Hoàng Gấu, 31 tuổi, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, chuyên hoạt động cho vay, bảo kê, đòi nợ. Nghi phạm Phạm Bá Đại, 30 tuổi, trú tại Hà Nội, nghi phạm Phạm Thị Yến, 26 tuổi, nghi phạm Nguyễn Thị Lan Hương, tức Hương Mạch, 38 tuổi, cùng trú tại thành phố Thanh Hóa, nghi phạm Đặng Mỹ Vân, 29 tuổi, và Nguyễn Anh Duy, 28 tuổi, cùng trú tại Hà Nội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 người này để tiếp tục điều tra mở rộng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa nổi lên một nhóm nghi phạm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, hoạt động liên tỉnh, nên đã lập án đấu tranh, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây này. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an thành phố Thanh Hóa và Công an phường Đông Sơn bắt quả tang bị can Phạm Thị Yến đang tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ hơn 1,8 gam ma túy. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai bị can Đỗ Hoàng Hiệp và Nguyễn Hải Long. Qua đó đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn. Thưa quý vị, qua quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định đây là đường dây tàn trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng hình sự cộm cán. Trong đó bị can Đỗ Hoàng Hiệp là cầm đầu, chỉ đạo bị can Phạm Thị Yến liên hệ, móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như ketamin, thuốc lắc, nước vui với bị can Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội, sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ và cung cấp ma túy cho các nhóm bị can của Đỗ Hoàng Hiệp, Lê Quang Hoàng để sử dụng trái phép chất ma túy. Những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.